Giá mà, lúc nào cũng giá mà, vất vả quá. Thôi thì cái chuyện tội lỗi nếu có nó qua rồi, hãy ném cái tội đó vào trong lòng thương xót Chúa và tin là lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của mình. Xong. Và Chúa mở cho mình một cánh cửa mới đi về tương lai. Cái bài phúc âm về người phụ nữ ngoại tình với Chúa Giêsu này nhấn mạnh với chúng ta điều đó, đặc biệt khi mà mình liên kết với Isaiah chương 43 mà ta vừa phân tích. Chính vì thế mà tôi mới trích cho các anh các chị tâm tình của Thánh Phaolô rất là hay. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Phải hiểu ông Thánh Phaolô là ai thì mới thấm thía cái câu này. Ông Thánh Phaolô là người đã từng dẫn quân đi bắt bớ các Kitô hữu, những người tin theo Chúa Kitô. Tức là quá khứ tội lỗi, đúng không? Và Thánh Phaolô không ngần ngại nhắc lại cái quá khứ tội lỗi đó khi mà Ngài đi rao giảng chỗ này chỗ khác nha. Ngài không có ngần ngại nhắc lại. Nhưng mà ở đây Ngài nói này, tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi cái chặng đường đã qua, quên đi cái quá khứ tội lỗi tôi đã phạm. Và bây giờ tôi lao mình về phía đằng trước của ơn cứu độ, phía đằng trước Chúa Giêsu vẫy gọi tôi. Đây là thái độ, là tâm tình của một người dám tin vào Thiên Chúa hy vọng đây này. Thiên Chúa của tương lai. Đấy là một khía cạnh. Cái khía cạnh thứ hai tôi cũng mời các anh chị suy nghĩ thêm. Mình tin vào Thiên Chúa của hy vọng, cho nên Chúa mời gọi mình là đừng có khóa chặt cuộc đời mình trong những mặc cảm tội lỗi. Quá tốt rồi. Nhưng mà đồng thời mình phải học với Chúa cái bài này, là có nhiều khi mình lại khóa chặt anh chị em mình trong quá khứ tội lỗi của họ. Có chứ, phải không? Cuộc đời của người ta phong phú vậy, sống 50-60 năm bên cạnh một vài tội lỗi thì cũng có biết bao nhiêu cố gắng. Vậy mà mỗi một lần nhìn đến người đó thì chả thấy được điều gì tốt, cứ nghĩ đến cái tội đấy. Cái con đấy mà, cái thằng đấy mà. Như vậy là rõ ràng mình đóng đinh người ta vào trong cái quá khứ tội lỗi chứ còn gì nữa. Mình khóa chặt cuộc đời người ta trong một khuyết điểm chứ còn gì nữa. Chứ mình đâu có mở ra cho người ta một cánh cửa của tương lai. Và thực sự về mặt tâm lý mà nói là tất cả chúng ta, trong đó có tôi, tất cả chúng ta đều dễ dàng rơi vào thái độ này lắm. Đến nỗi nhiều khi nó trở thành một định kiến ăn sâu trong tâm hồn mình. Nhất là khi cuộc đời của mình phải gặp đau khổ vì cái con người đó đó, thì thôi mỗi một lần gặp lại là 99% là nó đen thui thôi. Nó đầy những cái hắc ám thôi, chứ nó không có một nét gì gọi là tốt lành. Thế cho nên bắt chước Chúa để mà có một cái thái độ mở ra với anh chị em của mình là khó lắm chứ không có dễ đâu. Nhưng mà đấy các anh chị thấy đó, lời Chúa đặt ra cho mình nhiều câu hỏi lắm. Rồi khi ta liên kết câu chuyện phúc âm này với Isaiah về cuộc xuất hành mới, thì điều mà người môn đệ Chúa Giêsu phải nghĩ đến đó là cuộc xuất hành nội tâm. Tôi nhấn mạnh cái từ nội tâm này để đừng nghĩa cái chuyện xuất hành là phải ra khỏi nước Việt Nam để đi đâu. Mà nội tâm là trong lòng mình đây này.
Ta đã có dịp đọc sách thánh từ đầu cho tới bây giờ thì các anh chị hiểu rồi. Người Do Thái chịu cảnh nô lệ bên đất Ai Cập, Chúa giải thoát và đưa về đất hứa. Nhưng rồi bây giờ tại sao mà lại rơi vào cảnh lưu đày? Là bởi vì họ lại không có trung tín với Thiên Chúa của giao ước. Và từ đó mới dẫn đến cảnh lưu đày. Và bây giờ họ cần một cuộc xuất hành mới, phải không? Để trở về miền đất Chúa ban cho. Thế thì khi ta nhìn vào đời sống đức tin và đời sống thiêng liêng của mình, ta cũng khám phá ra mình cũng na ná vậy, chứ cũng không hẳn là mình tốt lành. Bây giờ cứ nguyên tắc mà nói đó, cái ngày mà ta chịu phép rửa tội đó, thì là ta đã được Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi rồi. Cũng giống như là người Do Thái được giải thoát khỏi đất nô lệ bên Ai Cập rồi. Thế nhưng từ ngày mà mình chịu phép rửa tội cho đến bây giờ đó, thì thử hỏi là cái tấm áo trắng của mình ngày rửa tội đó, nó trắng cỡ nào rồi? Nó trắng cỡ nào rồi? Cái câu hỏi đó mà ta trả lời chân thành là mình sẽ thấy là mình cũng giống y chang đây thôi, không khác gì cả. Ngày xưa các anh chị nhớ nhé, sau khi chịu phép rửa tội rồi, người ta được chịu phép giải tội mấy lần? Hả? Mấy lần? Ngày xưa sau khi mà đã chịu phép rửa tội rồi đó, thì người ta được chịu phép giải tội mấy lần? Có một lần thôi nhé. Có một lần thôi nhé. Thế cho nên thường là người ta đợi bao giờ thì mới chịu phép giải tội? Rình sinh thì mới chịu phép giải tội. Chứ còn nhưng mà lỡ mà lại khỏe lại thì cũng hơi mệt. Chỉ có một lần thôi. Bao giờ mà có dịp học về các bí tích á, mà trong đó có bí tích giải tội, mà nói đến lịch sử bí tích giải tội, thì ta sẽ thấy cái cốt lõi vẫn là như vậy, nhưng mà trong thực hành thì có những thay đổi như thế ở trong lịch sử. Bây giờ ta cứ tự đặt câu hỏi, giá như mà mình chỉ được chịu phép giải tội có một lần trong đời thì không biết làm sao vậy? Thì không biết làm sao, vất vả lắm. Nhưng mà bây giờ thì mình có thể lãnh bí tích hòa giải một cách rất dễ dàng, thì nhiều khi mình lại coi thường. Nhiều khi mình lại coi thường, mình lại không cảm thấy là cần thiết. Tôi nói như vậy có ý để cho thấy đó, là chúng ta cần một cuộc xuất hành nội tâm. Bí tích giải tội chính là phương thế để Chúa giúp ta thực hiện cái cuộc xuất hành nội tâm. Khi mình đã được rửa tội rồi, nhưng mà cuộc sống này với những lam lũ vất vả và những cám dỗ, những dục vọng của nó có thể làm cho mình lại rơi vào cảnh lưu đày, thì bí tích giải tội là hành động của Thiên Chúa giúp cho ta thực hiện một cuộc xuất hành mới. Mỗi một năm đó là người Công giáo được nhắc nhớ để sống điều này một cách đặc biệt trong mùa chay. Đấy là một vài ý tưởng, một vài suy nghĩ gợi ý với các anh chị khi ta đọc sách Isaiah chương 40 cho đến 48. Tôi thấy ở trên bàn có cái câu hỏi gì đây. Thưa cha, con có thắc mắc
Nếu như con vào được gia đình ngoại giáo và giúp họ trở lại đạo, đồng thời họ cũng tình nguyện để con gỡ hết tất cả tượng ảnh bùa ngải của họ, thưa cha, số tượng ảnh này con nên làm gì? Nên giữ lại làm chứng tích cho người khác, giữ nhưng không thờ, coi như đồ chơi, đồ trang trí, hay là con nên đốt đi? Sao thế, các anh chị tính làm ăn sao đây? Giữ hay là đốt đi đây? À? Vâng, tôi cũng nghĩ là thôi mình cứ đốt đi. À? Và nhìn cái hành động mình đốt đi đó cùng với sự chứng kiến của cả gia đình mà người ta đã trở lại với Chúa đó, coi như là một hành động dứt khoát để từ bỏ cái việc mà thờ thần tượng sai lầm để mình đến với Chúa, chứ không phải là mình làm cái chuyện đó là vì thù ghét hay coi khinh hay là làm sao cả, nhưng mà coi như là một hành động diễn tả cái quyết tâm từ bỏ. Chứ còn giữ lại rồi thì bảo là làm đồ chơi, đồ trang trí chứ không có phải là đồ thờ, nhưng mà đồ cũng chả biết nó ra làm sao. Một lúc nào đó rồi thì chả biết nó ra làm sao, và nó có thể gây ra nhiều cái ngộ nhận, nhiều hiểu lầm khác. Cho nên có thể thì chúng ta cứ đốt đi cũng được.